biển chi, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng qua chánh biến chi, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Pagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng qua chánh biến chi, do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyami Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyami Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyami Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ Saranam Gahanam Paripunnam, phép quy Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dhamma Bhante, dạ xin vâng. Banati Bata Về Ramani Sakha Badang Samahadiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adina Dana Về Ramani Sakha Badang Samahadiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichaha Chara Về Ramani Sakha Badang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Musa Wada Về Ramani Sakha Badang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sura Merayamachapamadathana Về Ramani Sakha Badang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panati Pata Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự tà dâm. Musavada Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng dự điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Machapamatathana Về Ramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dối rượu và các chất say.
Imani bancha sikha padane sadhu angatva apadine nicha ka lang samara kitapang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với quân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên gì vui. A ma phan tê già xin vâng. Si la su ca tân yên tê, si la na phu va sa ma da, si la ni li po tân yên tê, ta sma si la vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nha. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ. Thay mặt cái đại đức tăng để truyền tam quy ngũ giới đến nàng Phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán đức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin nổi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc, nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi, được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, chính thưa toàn thể đạo tràng, dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới, Avatara xin được nhận lại cho sít MC Nhật Huyền. Kính mời sít Nhật Huyền. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Vát Tha Ná. Dạ, cảm ơn Minh Vát Tha Ná, sức cảm động cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tự nhiên. Nhật Quỳnh mến chào Thi An Lạc, kính chào Hiển Mộng, kính chào Vinh Vát Tha Ná, kính chào Maha Rá Chá, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông, mến chào Châu Phan. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân, kính chào anh chị Phan Quang Liêm. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh, kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đặt từ bi hỷ, thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tâm nguyện ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng để bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở rung và cho đạo tràng thính pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Và bây giờ thì con đã thấy có Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức với sư Hoan Hỷ tuyên phong ông bài pháp quốc kinh số 151. Dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên, Minh Bách Thanh Á, kính mời Sức Rạng Đông, kính mời Thi Na, mến mời Cẩm Vân và mời tất cả quý anh chị em đạo hữu, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình để ôn bài ngày, bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, bây giờ thì con kính dâng mít đến Đại Đức Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Sư kính chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, hôm nay chúng ta học câu kệ số 152 và nâng câu kệ số 151.
Chúng con xin được ngâm câu kệ số 151 nè. Chi yon ti ve ra cha yatha suchita atho sari rampi chanang upeti satan cha thammo na charang upeti santo hawe safi pawe dayanti chiran ti ve ra cha ratha suchita atho sari rampi charang upeti satan cha thammo na charang upeti santo hawe safi pawe dayanti chiranti ve raja ratha suchita atho sari rampi charang upeti satan cha thammo na charang upeti santo hawe safi pawe dayanti. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp tử bậc pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Bản phổ thơ của Ngài Đức Đức ạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng và sư xin nhường mic cho Rung ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 151. Chi ran ti ve ra cha ra tha su chít ta atho sari ram vicharang upeti satan cha thammo nacharang upeti santo hawe sapphi pawe dayanti. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bất thiện không già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói lên cho bậc thiện. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân. Và phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin kệ ạ. Chí ran Chiran ti ve ra charatha suchita atho sari ram bicharang upeti satan cha thammo na charang upeti santo hawe sa vipawe dayanti. Chiran ti ve ra charatha suchita atho sari ram bicharang upeti satan cha tam satan cha thammo na charang upeti santo hawe sa vipawe dayanti. Chiran ti ve ra charatha suchita atho sari ram bicharang upeti satan cha thammo na charang upeti santo hawe sa vipawe dayanti. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ.
Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 151. Chỉ ram ti quê ra cha ra tha su chích ta a thô sa ri ram pi cha rằng u bê ti sa tan cha thầm mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành ti. Chỉ ram ti quê ra cha ra tha su chích ta a thô sa ri ram pi cha rằng u bê ti sa tan cha thầm mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành ti. Chỉ ram ti quê ra cha ra tha su chích ta a thô sa ri ram pi cha rằng u bê ti sa tan cha thầm mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành ti. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chi ran ti quê ra cha ra tha su chích ta a thô sa ri ram vi cha rằng u bê ti sa tan cha thầm mô na cha rằng u bê ti san tô ha quê sắp phi ba quê đa dành ti. Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp tự bậc thiện, vô nhi chẳng già. Pháp của Đức Gotama, sáng tỏ giáo pháp, trang hòa thiện nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 151. Chi Lan Chi ran tí quê ra chá ra tha su chít ta á thô xá ri răn tí chá râm ú tê tí xá tâm chá thầm mồ ná chá răn ú tê tí san tô há quê sắp tí phá quê đá gian tí. Chi ran ti quê ra chá ra tha su chít ta a thô sa ri răng pí chá răng ú tê tí xá tăn chá thâm mô ná chá răng ú tê tí san tô ha quê sóc pí phá quê đá dành tí. Chi ran ti quê ra chá ra tha su chít ta a thô sa ri răng pí chá răng ú tê tí sa tâm chá thầm mù ná chá răng ú tê tí san tô há quê sắp pí phá quê đá dăm tí. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi cũng già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Xe vua đẹp đẽ giường nào, trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gotama, sáng tỏ giáo pháp, trang hòa thiện nhân. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Và Cẩm Vân đã đọc bài xong, mến mời bằng tay Sít Tina. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý ba vị cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 151.
Chiranti ve ra cha ratha su chitta Atho sari ram vi cha rang upeti Satan cha tham mo na cha rang upeti Santo ha ve sam phi va de da yanti Chiranti ve ra cha ratha su chitta Atho sari ram vi cha rang upeti Satan cha tham mo na cha rang upeti Santo ha ve sam phi pa ve da yanti Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy, bậc chí thiện lên cho bậc thiện của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chiranti-ve ra cha ran tha su chin ta Atho sari ram vi cha ram pe ti Satan cha tham mu na cha rang upe ti Santu ha we sam phi wa de da yan ti Chiran ti we ra cha ra tha su chin ta Atho sari dan phi cha rang upe ti Satan cha tham mu na cha rang upe ti Santo ha ve sam phi pa ve da yan ti. Xe vua đẹp đẽ, giường bao, trang hoàng lộng lẫy hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già, pháp của Đức Gautama sáng tỏ giáo pháp trang hòa thiện nhân của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sathu sathu lần thay tí nà. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sẵn Khá Giá, Kinh Đại Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kinh Đại Lễ Chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 151. Cảm ơn xin thẳng đầu xin nhà thuyền cho biết nhà rõ. Chỉ ran tì vệ ra chả rát thà su chí ta Atho sariram picharam upeti Satancha thammo nacharam upeti Santo have sapi pavedayanti Jiranti vera charatha suchita Atho sariram picharam upeti Satancha thammo nacharam upeti Santo have sapi pavedayanti Chiranti vevara Chiranti vera charata suchita Atho sariram picharam upeti Satan cha thammo na charang upeti Santo ha ve sa phi pa ve da yan ti Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy, bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện, bản dịch của Ngài Minh Châu. Xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy như hao đến kỳ. Thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện, vô vi chẳng già. Pháp của Đức Gautama sáng tỏ giáo pháp chan hòa nhiệt thiện thiện nhân. Bản phụ thư của Ngài Giới Đức. Nam mô Phật Thà Giá. Dạ, kính mời cô tu nữ tùy duyên tiếp theo. Nam mô Phật Thà Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ. Nãy giờ tự nhiên chạy ra chạy ra hoài luôn, quên thoát nó sao. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 151.
Ti ran ti quê ra cha ra tha su chi ta a tho sa ri răng bi cha răng u pe ti sa tan cha tham mo na cha răng u pe ti san to ha quê sa phi ba quê da yan ti Ti ran ti quê ra cha ra tha su chi ta a tho cha ri răng bi cha răng u pê ti sa tan cha tham mo na cha răng u pê ti san to ha quê sa phê pa quê da yan ti Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chi ran tí quê ra chá ra tha su chít ta át thô sát rì răng bí chát răng út về tí. Satan chất tham mô na chất răng úp về tí san tô hát quê sa phí bốc quê đã dành tí. Xe vua đẹp, đẻ giường bao, tràng hoa lộng lẫy, hư hao đến kỳ, thân này đến lúc lão suy, pháp từ bậc thiện vô vi chẳng già, pháp của Gautama sáng tỏ giáo pháp chân hòa thiện nhân. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ chắc kính mời Nhật Quỳnh. Dạ, đã thấy tín hiệu của Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú tha thứ. Xin cảm ơn cô tu nữ chạy duyên. Nam mô Bích Hai giá. Dạ, cô tu nữ thăm má chá rí. Có thể cầm mít được không cô? Cô tu nữ thăm má chá rí có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Nhật Quỳnh thấy cô đã vào cũng mấy lần rồi. Dạ, cô có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Vậy là cô chưa cầm mít được rồi. Dạ. Dạ, mời cô nha. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn cô Giang Đông, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ, con thăm má cho đi. Xin quý vị thông cảm nha, tiếng này nó hơi khàn khàn. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ, Đức Quan Âm, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Như Tôn Đức Tăng ở Ninh Nam mà con không được biết. Dạ, kính lễ cô Tuệ Duyên. Xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 151 ạ. Chi dân kỳ quê và cha giá tha sư chín ta A tho sa re dành bi cha răng u bê ti sa tanh cha tham mô na cha răng u bê ti san to ha quê sa bi ba quê ta chan ti chi dân chi quê cha ra tha su chin tam
a tho sa re đành đi cha răng u bê tí sa thanh cha tham mô na cha chan u bê tí san tô ha quê sa bi ba quê đa cha tinh chi gian ti quê gia cha gia tha su chín ta a tho sa re răng bi cha răng u bê tinh sa thanh cha tham mô na cha răng u san tô ha quê sa bi ba quê đa cha tinh. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc trí thiện nói nên cho bậc thiện. Đó là tổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xe vua đẹp xe vua đẹp đẽ giường bao, trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ, thân này đến lúc não suy. Pháp từ bậc thiện vô vi chậm già, pháp của Đức Gotama sáng tỏ, giáo pháp trang hòa thiện nhân. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong rồi, dạ xin nhập quỳnh đỡ mít gần nha. Dạ sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Thammacharya. Dạ cô rất khó khăn để vào đạo tràng cầm mít, dạ rất là tri ân cô. Nam mô Bích Hà, dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tạng Nhẫn, đại đức Trệ Đức, đã từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 151. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Trí, cô tu nữ Tệ Duyên, Minh Quát Tha Ná, Thi Na và Cẩm Vân, Xích Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài pháp quốc kinh số 151. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp quốc kinh số 152. Và cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng để Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Ha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đà Hà Sa Phạm Thiên Phật ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ba 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp tối đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng đi, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Ha Ya. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thầy đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 152. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít tính sư. Dạ, Nam mô Bụt Ha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Cũng như bao nhiêu lần giảng khác thôi,
Trước khi vào thì chúng con kính đảnh lễ Di Tăng và nói một chút về cái pháp hiện tại để quý vị sẽ đừng có quên thế giới của cái thấy. Và cái thấy thì là một thế giới riêng biệt, các đối tượng của cái thấy cũng vô lượng vô biên. Mỗi một lần khi mà cái thấy hiện khởi thì có rất nhiều những cái đối tượng thị giác nhỏ li ti sanh khởi mà nó không thực sự là ai cả. Cái mà chúng ta thấy người này người kia chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Và cái được thấy nó thấy riêng biệt cái đối tượng của nó. Nếu không có một cái tứ đại ở đó thì cái thấy không thể hiện khởi. Như vậy thì rồi đối tượng của cái nghe tức là âm thanh. Như vậy thì âm thanh cũng không phải là một người nào đó. Đơn giản âm thanh chỉ là âm thanh và cái nghe chỉ nghe âm thanh mà thôi. Âm thanh buồn hay âm thanh vui không phải là cái nghe nữa rồi. Rồi cái ngửi thì nó chỉ ngửi mùi. Như vậy là cái mùi này chúng ta ít tiếp xúc với nó hơn trong đời sống hàng ngày. Và đến vị, cái vị thì chúng ta hãy nhớ rằng ngoài những thế giới này, thế giới của thấy là một thế giới riêng biệt, thế giới của nghe là một thế giới riêng biệt, đối tượng của nghe cũng riêng biệt, không đối tượng nghe nào, không một cái âm thanh nào giống nhau cả, và không một cái nghe nào giống nhau hết. Đối tượng của mùi cũng vậy, lưỡi, thân cũng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy thế giới này hoàn toàn là vô ngã, hoàn toàn là rỗng không, hoàn toàn là ảo tưởng, và chúng ta đã sống trong một giấc mơ quá dài, đã nhiều đời nhiều kiếp. Mà chỉ khi nào chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật, một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, nói về tứ niệm xứ và nói về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày này, và chúng ta dần phát triển được tuệ giác và thấy như thật như chân, âm thanh là rỗng không, cái nghe là rỗng không, thấy là rỗng không, sắc màu là rỗng không, ngửi là rỗng không, vị là rỗng không, xúc chạm là rỗng không, cứng mềm là rỗng không, và tất cả suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ về những cái đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh, và chúng ta đang chìm đắm tham ái đối với tất cả những cái được gọi là đất, nước, lửa và gió theo cái hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Do vậy, hãy tỉnh giác để biết rằng sanh để làm gì khi mà cứ hàng ngày chỉ có cái thấy sanh rồi diệt đi, rồi lại một cái thấy khác sanh rồi diệt đi, đối tượng thị giác cũng sanh lên và diệt đi. Như vậy đó không phải là sự khổ hay sao? Và chẳng có một ai ở trong cái thấy, cũng chẳng có một ai ở trong cái đối tượng được thấy. Do đó mà chúng ta phải luôn luôn nhớ về những cái pháp hiện tại này, thì cái đó mới là cái con đường chấm dứt mọi khổ đau. Có thể có người sẽ đắc được thiền định và phi tưởng xứ, nhưng mà người đó không hiểu về các pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày qua mắt, tai, mũi, lưỡi. Người đó vẫn được gọi là người chưa đến được, chưa lến được hương vị giáo pháp của Đức Phật. Để cho chúng ta thấy được rằng là đối tượng thị giác, sắc màu, âm thanh, các pháp đang hiện khởi ở đây vô cùng tinh tế, vô cùng là tinh tế. Mà chỉ có trí tuệ thật thâm sâu thì chúng ta mới dần dần loại bỏ được vô minh về cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày. Do vậy mà chúng ta luôn luôn phải nhớ cái điều đó. Bây giờ thì chúng con xin đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawatang Afiwa Demi Svakato Phagawata Thammo Thammang Namassami Subhatipanno Phagawato Savakasangho Sankhang Namassami. Con xin yên tình, thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn, đấng toàn chi diệu giác, vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài thật xứng đáng là Thầy cho chư thiên và nhân loại. Con nhân tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật sự là một phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Nhưng chỉ có những ai có duyên lành, nghe,
và thực hành theo diệu pháp, người ấy mới chấm dứt sanh tử luân hồi nơi chính mình. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn Đức Tăng Bảo, Tăng Bảo, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Nhưng ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng trầm luân của mình, và nhất là thành tựu ba la mật, chứng đắc được tứ thánh đế, thánh đạo. Phước báo do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Khắc Bà, xuất sanh ngạo vị phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý ngài vì phước báo thanh cao này để thành tựu những duyên lành trong chánh pháp của Đức Phật và sớm điều chi được giáo pháp giác ngộ. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ số 152. Tôi xin đọc một lần là Appasutta yang puriso bani waddo vachi rati mang sani tassa vatthanti panya tassa navatthati. Nghĩa Việt được ngài chánh thân dịch là: người nam không chịu học hỏi này trưởng thành thì tợ như con bò mỏng, các bắp thịt của người ấy lớn mạnh, còn trí tuệ của người ấy thì không tăng trưởng. Và chúng ta biết là thường là những cái người ngu ở trên đời thì họ rất là nằm biếng và họ ăn nhiều, mà khi mà họ ăn nhiều, nằm biếng nhiều thì cái thân của họ nó phì lộn lên và cái thịt nó tăng trưởng. Nhưng mà cái lão bộ, tức là cái trí tuệ, nó không thể phát triển được. Không thể phát triển được. Thì nó cũng giống như là một con bò. Và người ta nuôi, người ta vỗ béo chỉ để chờ ngày ra để làm hàng, để bán, để được những cái đồng lời mà thôi. Thì cuộc sống của kẻ ngu là như vậy. Cái từ Appasuttayam Puriso Paniwaddo Vachirati là người nam không chịu học hỏi trưởng thành thì tự như là con bò mộng. Thì chúng ta biết nè, người nam mà không chịu tìm tòi học hỏi bằng mọi cách ở đời thì chúng ta phải học cái cách để mà làm việc để nuôi lớn cha mẹ và nuôi lớn gia đình, các cái nghề nghiệp, các cái kiến thức. Ở trong giáo pháp của Đức Phật mà một vị tỳ kheo không chịu nghe pháp, không học hiểu giáo pháp của Đức Phật thì làm tổn hại giáo pháp, làm hủy hoại giáo pháp. Và Đức Phật không khuyến khích, Đức Phật không biểu ai đến pháp của ngài. Và chắc chắn rồi, giáo pháp của ngài chỉ dành cho những người có chí, những người tinh cần, tinh tấn, những người sợ hãi cái vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Và thường thì nhiều người thời buổi hiện tại, chùa chiền đẹp, Phật tử cũng dường nhiều, và
họ sống trong sa đọa. Rồi thậm chí có những vị rất là tệ. Bây giờ thì chúng ta mới thấy rằng có nhiều có vị bây giờ là đang bán cái chùa. Cầm tới cái đất có 4 sao mà cầm tới 6 tỷ mấy. Mà tiền thì Phật tử bỏ ra mồ hôi nước mắt. Do chúng ta không học hiểu, không thấy, sẽ không thấy được những cái pháp sâu xa. Và nếu chúng ta không học pháp thì cái trí tuệ nó không tăng trưởng, mà trí tuệ không tăng trưởng thì vô minh sẽ tăng trưởng. Và vô minh tăng trưởng thì rất là tai hại. Và chúng ta biết rằng không vui sướng gì khi ở chùa. Ở chùa giống như một cái nhà tù rất là khổng lồ. Nếu như kẻ đó là một kẻ ngu, chẳng ai cho chúng ta ăn không bao giờ cả. Người con của Đức Phật mà không làm, không phụng sự gì cho tâm bảo, không học hiểu, không học hành cái gì hết, thì đó là một cái điều mà nó rất là tổn phước và rất là tai hại. Và sanh ra nhiều đời cũng là đi kéo cày cho những cái người cư sĩ, hay là những cái kẻ sanh vào những cái gia đình bần tiện. Như vậy chúng ta thấy rằng là rất khó để cưỡng lại các dục tham. Rất khó để cưỡng lại các dục tham. Và một người mà không có học hành gì cả thì lớn lên sẽ không có nghề nghiệp, sẽ không có các mối quan hệ tốt đẹp, và sẽ không có gần gũi các bậc hiền nhân, các bậc trí tuệ được. Do vậy họ chỉ tăng trưởng cái bắp thịt mà thôi, chứ không thể tăng trưởng trí tuệ được. Cái từ appa sutta giá bằng, đó là hai cái từ hợp lại, đó là một cái hợp từ gọi là appasutto cộng với từ ayang. Appasutto là cái từ appa cộng với sutto, đó là một cái nhóm từ thuộc về nam tánh và chia theo chủ cách, là người ít nghe, người ít có kiến thức. Như vậy ở đời, cái người ít nghe, ít học hiểu từ những cái người khác, từ các vị thầy khác, thì sẽ trở thành ngu dốt và không có nghề nghiệp, gia đình cũng đưa đến đau khổ. Còn trong giáo pháp của Đức Phật, cái người đó ít nghe thì sẽ không bao giờ hiểu được giáo lý thâm sâu của Ngài. Người đó, người nào nói rằng thời buổi bây giờ tôi tu thiền định, tôi không cần phải học cái gì cả, và rất nhiều người như thế, và sau này thì họ cũng không biết đến một bài kinh của Đức Phật khi tụng, một bài Nam Mô Tát Sa không biết, rồi vì đó vẫn đi dạy thiền niệm tâm như thường, thưa quý vị, dạy đi qua trường thiền Siêu Minh cùng với sư, rồi họ về có 3 tháng thôi. Trước sư một đợt, họ về 3 tháng thì họ dạy thiền. Họ dạy thiền đến một lúc đầu á, ôi
ở Việt Nam mình nó có cái phong trào rồi, ở đâu mà nghe thấy là chạy theo, và lúc đầu thì và theo dữ lắm, và rồi họ có 6-7 cái miếng đất, và rồi họ bán, họ mua nhà. Bây giờ họ vẫn có cái chùa nữa thưa quý vị. Để cho chúng ta thấy người ít nghe kém học rất là tổn hại trong giáo pháp của Đức Phật. Giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta không nghe nhiều, chúng ta không đọc nhiều kinh điển, chúng ta không suy tư nhiều, thì làm sao chúng ta biết được Đức Phật giảng pháp về những cái người thiện căn, người đại căn, rồi cái người còn yếu ớt, rồi những cái pháp ở chỗ này chỗ kia, ngài thuyết liên quan đến cái gì, chúng ta sẽ không thể hiểu được, và chúng ta chỉ gom có một chữ một. Chúng ta gom có một chữ rồi. Đi đâu đó, phải tu thiền định, phải như này, phải như kia. Nhưng mà con đường của Đức Phật dạy bát chánh đạo. Phải nhớ là ngài dạy bát chánh đạo, chứ không phải ngài dạy một phương pháp. Chúng ta phải luôn luôn nhớ điều đó. Và chúng ta không nghe, làm sao mà thấu hiểu được. Rồi người ta nói có giới, tu tập giới, thì mới tu tập định, mới tu tập tuệ. Rồi ngài Xá Lợi Phất, ngài có tu tập giới không? Ngài có tu tập định không? Nam Pa Cha Ta Gia. Rồi công tử Giá Xá khi mà còn ăn chơi đêm hôm đó với bao nhiêu là mỹ nhân, khi ngài thức dậy, ngài nhìn cái cảnh người cô này thì nằm hở hang ra, miệng thì há hốc ra, nước miếng thì trào lên chảy ra miệng. Nên là không có nghe diệu pháp một cách cẩn trọng, để thấy được mọi khoảnh khắc của đời sống này là vô thường do duyên sanh, thì chúng ta sẽ không bao giờ nắm bắt được giáo pháp. Như vậy, giới định tuệ hay không? Trước nhất là chúng ta phải có cái chi kiến về các pháp là vô ngã. Không có ai kiểm soát và không có một ai có ý chí để thực hành một điều gì đó. Khi mà cái này chúng ta chưa được hiểu một cách rõ ràng, thì chúng ta sẽ vướng phải chỗ này chỗ kia. Còn khi mà chúng ta hiểu tất cả các pháp là vô ngã, thì chúng ta hiểu là duyên của cái bậc này đã tích lũy như vậy, người kia tích lũy như thế khác, người này tích lũy cái thế khác nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ không bị hiểu sai lệch về giáo pháp. Phải luôn luôn nhớ điều đó. Đức Phật dạy con đường bát chánh, chứ không có dạy một phương pháp cụ thể để tất cả đều tu cái đó để chứng. Nhớ. Nhưng mà cái con đường bát chánh là con đường toàn diện cho tất cả, ai cũng phải đi trên đó hết. Thấy chưa? Đó gọi là cái người mà ít nghe thì không bao giờ có nghe được cái điều này đâu mà hiểu. Thì họ tu cỡ nào chăng nữa họ cũng chỉ chấp mê ở trong đó mà thôi.
không có cách nào mà ra khỏi được hết đó. Bây giờ cái thấy nó đang sờ sờ đó, tại sao lại không có trí tuệ? Tại sao lại không được, tại sao lại không hiểu nó? Vậy thì bạn tìm cái gì để hiểu? Những cái đang có mặt bạn không bao giờ hiểu nó, mà bạn lại nghĩ rằng tôi đi tìm một cái chỗ nào đó để tôi hiểu cái pháp đó. Liệu rằng trả lời như vậy có hợp lẽ với lại trí tuệ hay không? Hoàn toàn là không, phải không? Ngày nào chúng ta cũng có bảy cái sắc này, nó luôn luôn là thay đổi. Đó là màu, mùi, vị, âm thanh, cứng, mềm, nóng, lạnh. Và năm cái căn này là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn. Đó là 12 cái sắc thô này thôi, mà nó đã làm cho chúng ta điên đảo và mê lầm rồi. Nếu chúng ta không nhận diện ra cái chỗ này, chúng ta sẽ không được hiểu pháp. Quý vị thấy không? Hàng ngày chúng ta chơi cả một cuộc đời của chúng ta khổ đau hay là chúng ta tham đắm, chỉ có bảy cái sắc màu nó đi qua thôi. Đó là sắc màu thô đó, còn tế nữa thì bảy cái sắc này nó, xin lỗi là bảy cái sắc. Quý vị thấy không? Có bảy cái sắc này nó đi ngang qua thôi. Mà cuộc đời của chúng ta, chúng ta thấy cả một cuộc đời chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy là chỉ có bảy cái sắc này thôi, bảy cái sắc mà chúng ta rõ biết nhất trong đời sống hàng ngày thôi, là đã chúng ta luôn luôn quên về nó rồi. Chưa nói đến những cái pháp sâu tế khác, phải không ạ? Những cái mà nó thô thiển trong đời sống hàng ngày thôi mà chúng ta còn chưa hiểu được nó, đó là chúng ta đọc kinh điển đó, để cho chúng ta thấy cái người ít nghe kém học á, thì chỉ có lớn già như châu đực thôi chứ làm gì, phải không ạ? Và trong giáo pháp của Đức Phật thì không học thì sao? Thì chỉ có trở thành kẻ ngu và lô lệ trong nhiều kiếp sống và sẽ không bao giờ gần gũi được bậc chân nhân. Mà pháp Tứ Thánh Đế thì sao mà chúng ta không nghe nhiều thì có hiểu được nổi không? Chắc chắn là không. Bởi vì duyên mà nó sanh ra chánh kiến là nghe pháp. Bốn cái nhân đắc tu độ quần là gì quý vị biết không? Gặp bậc chân nhân, nghe diệu pháp từ bậc chân nhân, khéo như lý tác ý, tùy thuận cái pháp hành đó. Mà ít nghe thì làm sao mà trở thành người trí được. Rồi cái từ tiếp theo là từ áp bá, là một tính từ, là ít hay là vài hay ít ỏi đó. Cái từ xú tá, xú tá là căn của nó là căn xú, đúng là xú tá tí đó, nhưng mà cái động từ nguyên mẫu của nó, nhưng mà ở đây nó chia theo cái gì, danh động từ hả? Dư mắt dư nhìn xa quá, là thuộc về trung tâm, là điều đã được nghe, kiến thức. Rồi cái từ Bani Quát Đô là một cái danh từ nam tánh. Câu kệ này chia theo chủ cách là bò đực. Con bò đực, chứ con bò đực được gọi là con bò mộng. Rồi cái từ Cha Giá Tý, căn của nó là căn cha, động từ ở đây chia theo là tha động thể. Ngôi số 3 là trở nên già, thối giữa, mục nát, đổ vỡ. Giữa mục nát, đổ vỡ. Và tiếp theo nữa là từ măng sa ní. Măng sa này, cái măng sa này hình như nó là thịt thì phải. Măng sa ní, tát xá, bắp thanh tí, là cắt bắp thịt. Bắp thịt của người ấy lớn mạnh. Tát xá là người ấy, tát xá nó là một cái đại từ chỉ người ấy. Người ấy ở đây trong câu kệ này Đức Phật nói là sao? Kẻ ngu ở trong giáo pháp của Như Lai, không học, không nghe dụ pháp nữa, chỉ cho những vị tỳ kheo không có nghe dụ pháp, sống lợi dưỡng, cung kính danh vọng,
Từ Mansani, Mansa là một danh từ trung tánh, chủ cấp số nhiều, là các bắp thịt. Quát thanh tí, căn của nó là căn quát. An tí là động từ, là lớn mạnh hay là già. Từ Panya tất sát, nó quát thấp tí. Panya thì chúng ta biết là có trí tuệ. Tất sát ná, quát thấp tí. Ná ở đây nghĩa là không, tức là còn trí tuệ của người ấy thì không tăng trưởng. Vậy trí tuệ ở đây là trí tuệ gì? Trí tuệ về bát chánh đạo, trí tuệ về tứ thánh đế, trí tuệ về năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Không thể tăng trưởng được. Trí tuệ về sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo và niết bàn. Rồi ở đây chích nghĩa từ vựng xong, Ngài Thích Minh Châu Ngài dịch là người ít nghe kém học. Người nào ít nghe thì người đó cũng kém học à. Chắc chắn là người nào nghe nhiều thì cũng thích học hỏi nhiều. Lớn già thì như châu đực nằm u ly đó đó vậy thôi. Thịt nó tuy lên nhưng tuệ không tăng trưởng. Nhưng tuệ không tăng trưởng. Và chúng ta biết đó, một vị tỳ kheo mà một ngày không tiếp tục nghe diệu pháp, không lớn mạnh được, thì người đó làm sao? Trước sau gì họ cũng là kẻ phá chùa, phá tăng. Họ làm đủ những cái loại bất hạnh, họ giấu, họ che, rồi họ khuất tất đủ kiểu ở trên đời. Nhiều lắm thưa quý vị. Nhiều lắm. Tại vì sao vậy? Vì tuệ nó không tăng trưởng nên nó phải vô minh, nó phải đẻ ra thôi. Không có cách nào khác nên quý vị đừng có hình tượng một cái gì cả. Chúng ta phải lấy giáo pháp của Đức Phật làm kim chỉ lam. Một khi mà chúng ta không học, người nào mà không học hiểu giáo pháp của Đức Phật trong đời sống hàng ngày, chắc chắn người đó chỉ có một là ra đời theo gái gú, và hai là tiền nhiều quá ở trong chùa, ăn sung mặc sướng, có chùa to Phật lớn ở riêng mình rồi làm những cái chuyện khuất tất mà thôi. Và người đó thì không có đủ bản lĩnh để tuyên bố là tôi đường đường là một vị chủ trì 20-30 năm, bây giờ tôi không thích nữa, bây giờ tôi thích cái cô gái đó, bây giờ tôi không làm chủ trì nữa, tôi đi ra đời. Những cái con người như vậy không bao giờ có bản lĩnh. Chúng ta thấy người ngu là vậy thưa quý vị. Người mà không học hiểu giáo pháp của Đức Phật thì tiền bạc danh lợi đến rồi thì chỉ có làm tổn hại mình, tổn hại người và tổn hại một cái hệ thống và bây giờ thì chúng ta đến cái tích chuyện hôm bữa thì sư bấm cái cuốn 2 mà nó ra số 148 thì sư lại bấm ra 418 và cái câu kệ nó cũng ngắn như câu kệ kia nên thành sự sư xin sám hối cái gì, nhưng mà đó là cái tích chuyện đó. Pháp thì không thể sai được đó quý vị. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta không nghe giáo pháp một cách kỹ càng, tường tận và soi chiếu thì chúng ta rất dễ chấp vào những cái đỉnh và chấp vào những cái phương pháp của vị này, phương pháp của vị kia. Và chúng ta cứ mãi chạy theo. Nhưng mà rồi
Chúng ta chỉ khen tặng ở ngoài môi với thực tế trong tâm của chúng ta không hiểu biết gì. Không hiểu biết gì. Không hiểu biết gì luôn. Thực sự thì cái thân thức nó chỉ kinh nghiệm mỗi cái cứng hoặc cái mềm thôi đó. Bạn có vẽ nó là đàn ông, đàn bà thì nó cũng chẳng phải. Hiểu được không? Đó, pháp vô ngã đó. Là không có ai đó. Cái cứng thì làm sao có ai được. Nó đang hiện diện ở đây này mà chúng ta có hiểu nó không nè. Cái cứng là khổ đế đó. Mà bấy lâu nay chúng ta lầm tưởng là tôi là của tôi đó. Cái mềm này, cái nóng, cái lạnh này, mỗi một pháp nó khác biệt nhau hết á. Không vậy cái nóng cũng là tôi mà cái lạnh cũng là tôi sao? Không, nóng chỉ là nóng, lạnh chỉ là lạnh. Nóng cũng thuộc về tứ đại mà lạnh cũng thuộc về tứ đại, cứng cũng thuộc về tứ đại và mềm cũng thuộc về tứ đại mà thôi. Vì chúng có đối tượng khác nhau, vì tâm nó kinh nghiệm khác nhau, mỗi một tâm nó chỉ kinh nghiệm theo cái lĩnh vực riêng của nó. Nếu mà chúng ta không nghe pháp thì chúng ta có hiểu về khoảnh khắc này được không? Như vậy cái cứng cái mềm này nó là pháp, nó trải rộng khắp thế giới này, nó không phải là bạn. Ai hiểu nó là vô ngã thì người đó thoát ly mà thôi. Ngày nào nó cũng hiện diện cho bạn đó. Bạn không có cứng mềm sao bạn sống? Như bạn sống bạn không hoàn toàn để ý và không hoàn toàn biết về nó. Còn bây giờ chúng ta ở trong kinh điển chúng ta nói năm uẩn, nhưng bây giờ có năm uẩn không? Hiện bây giờ năm uẩn có không? Chúng ta nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Bây giờ cái gì sanh? Bây giờ cái thấy đang sanh khởi. Đối tượng thị giác đang sanh khởi. Cái nghe đang sanh khởi, âm thanh đang sanh khởi. Đó chính là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Thấy là một giới khác. Cái được thấy là một giới khác. Mắt này là một giới khác nữa. Nó có thực trong đời sống hàng ngày không? Nó rất thực. Nhưng mà chúng ta chấp nó là của tôi, nên là chúng ta không có hiểu về nó nữa. Chúng ta chỉ chạy theo khái niệm. Và chúng ta quên mất nó đang là pháp diện, sanh khởi và hoại diệt. Cái thấy của ngày hôm qua hoàn toàn đã diệt tận. Cái thấy của khoảnh khắc trước không phải là khoảnh khắc này nữa rồi. Và cái thấy của ngày mai không ai biết được, như chắc chắn cũng lại là những cái thấy nghe, ngửi, đếm, xúc chạm, sanh khởi. Nhưng rồi có ai nói về nó đâu, có ai hiểu được về nó đâu. Người ta sợ cái sự thật này lắm, nên là người ta không thể, người ta tưởng tứ thánh đế ở đâu không à. Như vậy thực sự cái nghe là khổ, thấy là khổ, ngửi là khổ, nếm là khổ, xúc chạm là khổ. Nhưng mà chúng ta thì luôn luôn dính mắc vào đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh mà chúng đã diệt đi hoàn toàn rồi.
Chứ dính mắc nó dính mắc vào cái gì bây giờ thưa quý vị? Chả có dính mắc vào cái gì ngoài những cái đối tượng thiệt giác màu âm thanh nó cứ xâm diệt tối ngày, xâm diệt liên tục này. Như vậy để làm cái gì đây? Chúng ta dính mắc vào đối tượng thị giác, đồng nghĩa mà chúng ta cũng dính vào phân và nước tiểu ở trong đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta này không thấy cái điều đó, phải không ạ? Chúng ta chỉ thấy đẹp thôi. Nhưng mà khi chúng ta có trí tuệ dần dần, chúng ta mở ra với hiểu về cái thấy, nghe, ngửi và các cái đối tượng này. Ôi quả thật, chúng chỉ là pháp hữu vi, chúng chỉ là vô tri vô giác. Và chúng ta đã sống trong cái ảo ảnh của nó, trong cái bóng ảnh của nó để lại. Kiếp này thì chúng ta dính mắc vào cái thân xác này, dầu là thân xác này chúng ta có bị cục tay cục chân, chúng ta vẫn cứ dính mắc vào. Nhưng mà khi mà cái thân xác này mất đi trong kiếp này thì chúng ta hoàn toàn không còn dính mắc vào nó nữa. Bây giờ có ai nói cho tôi cái thân ở kiếp trước, chúng ta cũng bao giờ thèm. Dầu nó có là tiên đi chăng nữa chúng ta cũng chẳng thèm. Nhưng mà nó có thuộc về ai không thưa quý vị? Hoàn toàn không thuộc về ai hết. Và câu kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Chetona ở Quý Hara Kỳ Viên, đề cập đến trưởng lão Nô Nú Đa Dí. Và trưởng lão Nô Nú Đa Dí này có cái tật thuyết pháp. Và tụng kinh không có đúng chỗ. Khi đến già, khi mà đến nhà gia chủ thì tụng kinh an lành, thì vị ấy này tụng kinh cầu siêu. Nhưng mà thực tế ở đây là Ngài thêm vô, chứ ở trong kinh điển của Đức Phật đó không có cái chuyện mà cầu siêu này kia đâu thưa quý vị. Đức Phật chỉ giảng giải pháp là thiết thực hiện tại. Tâm nó có đường đi của nó. Mỗi nghiệp của chúng sanh đã tích lũy đi theo nghiệp riêng của mình. Và khi mà tụng kinh như vậy thì tụng nói lên lạc những cái bài kinh không có hướng về cái người đang sống, thì này hướng về những cái người đang chết. Thì cái hàng ngạ quỷ này đã đến nhà quyến thuộc, vân vân. Trái lại khi mà cái gia đình thí chủ đang làm lễ, thì ở trong đây nói như nào thì sư nói như vậy ha. Làm lễ cầu siêu và đáng lẽ thì phải tụng cái bài kinh trên thì, và các cái kinh phù hợp, thì vị ấy lại tụng những cái kinh giải về bố thí, trì giới, tham thiền chẳng hạn, như là hạnh phúc kệ hoặc là kệ tụng tam bảo dài, vì kém trí nhớ khi đi đến chỗ này chỗ nọ để tụng kinh. Vì ấy lập tâm ta sẽ tụng bài kinh này, kinh nọ. Nhưng lúc đến nơi rồi thì trưởng lão lại tụng những cái bài kinh khác mà không có tự biết. Và lúc bây giờ thì chư tỳ kheo biết được cái việc tụng pháp phi thời của trưởng lão Nô Nú Đa Dí như vậy, thì mới trình lên Đức Thế Tôn và bạch Thế Tôn là vì sao mà trưởng lão Nô Nú Đa Dí trong cái chỗ cần tụng những cái kinh này thì lại không tụng mà lại tụng cái kinh khác. Và ngược lại trong cái chỗ cần tụng cái kinh
kia thì lại tụng cái kinh này, này chư tỳ khưu, chẳng phải trong cái kiếp này đâu, cho đến đời trước Nô Lú Đa Dí cũng đã từng như vậy. Và Đức Phật kể một thuở quá khứ thì khi Ngài còn là Bồ Tát đó, là con của một vị Bà La Môn tên là Ác Ý Đáp Tát, và sống trong cái thành Varanasi này. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Sô Má Đáp Tát phục vụ cho Đức Vua rất là chu đáo, nên được Đức Vua yêu mến. Riêng Bà La Môn Ác Ý Đáp Tát thì vẫn sống bằng cái nghề lông. Và Bà La Môn Ác Ý Đáp Tá có được 2 cái con bò. Chẳng may thì một cái con bị chết. Và ông nói với cái người con trai rằng: Này Sô Má Đáp Tá thân yêu, con hãy xin vua cho cha con bò đi. Thì đại thần Sô Má Đáp Tá suy nghĩ: Nếu ta xin vua ban thưởng cho mình thì sự tình không có xứng đáng như vậy. Ngài bảo với cha rằng: Thưa cha, ta hãy tự mình đến xin đức vua đi. Thì người cha mới nói là: Con ơi, nếu thế thì con hãy đưa chắn triều đình. Thì lúc bây giờ đại thần Sô Má Đáp Tá mới suy nghĩ rằng: Cái vị Bà La Môn này là cái người kém trí, hằng hay nói phi thời, dù chỉ một câu thì hãy tiến lên phía trước, hãy lui phía sau. Thì chúng ta biết nè, cuộc sống này có rất nhiều người như vậy. Cũng nói chẳng có hợp thời, thì những cái câu đáng nói thì không nói, trái lại những cái câu đáng nói thì lại nói. Thì ta hãy làm cho cái vị ấy ý thức trước, rồi hãy đưa đến chiều. Và Bồ Tát Sô Má Đáp Tá mới đưa cha đến một địa có tên là Viranatham Phakat. Và lúc bây giờ cột cái các con bò cỏ lại và sắp xếp thành một quan cảnh của triều đình, rằng đây là đại vương, đây là quan tể tướng, đây là đại tướng quân, vân vân. Bằng những cái bó cỏ, Bồ Tát chỉ dạy cho cha biết rõ. Rồi lại dặn dò cha rằng: Khi cha đến hoàng cung, cần phải đi tiến về phía trước như thế này, phải đi thụt lùi như thế này, vân vân. Bồ Tát dạy cho Bà La Môn ấy biết rằng: Khi cha đến yết kiến đức vua thì phải làm lễ như vậy, phải chào các cái đại thần như vậy, rồi cha phải chúc tụng vua bằng những cái kệ ngôn này mà để xin bò. Thì ngài cho Bà La Môn ấy thuộc lòng cái bài kệ rằng: Đê mê gô na ma ha ra cha dê hí khét tăng cát sa mát xê tê xúc ê cô mát tô đê quá đú tí dân đê hí khắc tí gia tí. Tâu đại vương, hạ thần có một đôi bò dùng để cày ruộng nhà, nhưng một con đã chết rồi tâu đại vương, mong cầu đại vương ân tứ cho con thứ hai. Và suốt cả năm trời thì vị Bà La Môn ấy mới thuộc được cái câu kệ ngôn ấy và trả bài cho Bồ Tát. Xong thì bây giờ Bồ Tát chỉ bảo rằng: Tâu bệ hạ, bò được bệ hạ ban cho tiều. Đức vua hoan hỷ trước cái lời thông minh ngài ban thưởng cho Bồ Tát và Bà La Môn ấy 16 con bò cùng với đồ phục sức cho bò và nhà ở thì miễn thuế, rồi tiễn Bà La Môn ấy ra về với rất nhiều lễ vật. Thì bậc đạo sư sau khi thuyết giảng xong thì ngài nhận diện rằng đức vua thời ấy là Ananda, Bà La Môn là Nô Rú Đa Díp, và đại thần Sô Má Đá Tá nay chính là Đấng Như Lai. Và này các tỳ khu Nô Rú Đa Dí nói phi thời với những câu nói bất xứng như thế,
chẳng phải chỉ ở trong kiếp này mà thôi. Trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi. Vì là người ít nghe pháp, do vậy người thiển kiến quả văn, ví như con bò đực nói rồi, Đức Bổn Sư Ngâm kệ rằng: Apasutta yang puriso bali batho vachi yati mangsa nitassa watthanti banya tassa na watthati. Và những người ít nghe kém học suốt đời chỉ như châu nái, gân thịt dẫu lớn mạnh trí tuệ không tăng trưởng. Đó là bài kệ mà chúng con vừa đọc xong. Và chúng ta biết là giáo pháp của Đức Phật nó vô cùng thâm sâu. Vẻ bề ngoài thì chúng ta nghĩ nói về Đức Phật nói về năm uẩn, Đức Phật nói về cái này pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta mất của, mất tài sản, rồi già chết. Trước sau người ta cũng già chết. Cái đó là vô thường. Nhưng mà cái ý nghĩa của pháp thì nó vô cùng là sâu sắc. Không phải chúng ta nói vô thường đến cả trăm ngàn năm chúng ta cũng không thể thấy được vô thường. Không thể thấy được vô thường. Nên là cái câu kệ Đức Phật dạy trong câu Pháp Cú là gì? Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Quý vị thấy là Ngài đã nói cho chúng ta biết nên sống cả trăm năm chất đầy vàng ngọc quá, mà không thấy được cái pháp vô thường thì không bằng sống một ngày thấy được pháp vô thường. Vì sao vậy? Vì người nào thấy pháp vô thường là sẽ chấm dứt khổ đau. Điều đó là chắc chắn 100%. Vì người nào thấy được pháp vô thường thì người đó đâu còn bám víu vào thế gian nữa, đâu có bám víu vào mắt, tai, mũi, lưỡi, đâu có bám víu vào đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh nữa. Có phải tất cả thế giới này chúng ta đang bám vào những cái ảo ảnh màu sắc này, màu sắc khác của đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh? Phải không? Chứ chúng ta bám víu vào cái gì? Mà cái đó thì luôn luôn nó xanh, nó gì? Mà chúng ta không hề hay biết nó đâu. Nó cháo bài ghê lắm thưa quý vị. Những cái đối tượng thị giác hết, đối tượng thị giác này đến, đối tượng thị giác kia đến. Đối tượng thị giác này thì chúng ta buồn, đối tượng thị giác kia chúng ta vui, chúng ta thích thú dính mắt, nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó hết á. Quý vị thấy là cái nên là vô minh nó không có ở đâu đâu thưa quý vị, nó ở rất gần đời sống của chúng ta. Sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này, hầu như là không có khi nào mà chúng ta có được một cái khoảnh khắc hiểu biết về pháp cho một cách rõ ràng. Nên là Đức Phật dạy Bát Chánh Đạo để làm gì? Chúng ta tỉnh thức thôi. Chúng ta có phải làm gì với các pháp không? Không đâu thưa quý vị, các pháp và duyên nó sanh ở đó rồi. Chúng ta chỉ tỉnh thức nhận biết pháp này là pháp này, pháp kia là pháp kia, hai pháp này khác nhau, nhân duyên khác nhau, sinh diệt khác nhau, pháp này diệt thì pháp kia mới sinh. Tham chưa diệt thì sân không thể sanh khỏi được. Mà đang có sân thì không thể có tham được. Mà sân thì không phải là ai sân, không phải là tôi sân. Đối tượng thì cũng không sân. Sân là khác. Rồi cảm thọ cũng không phải là sân. Rồi là cái biết sân nó cũng không phải là sân. Như vậy thì chúng ta đã hoàn toàn không biết gì về năm uẩn. Khi mà chúng sanh khởi, khi có sân thì năm uẩn như thế nào? Khi có tham thì năm uẩn như thế nào?
Khi có si thì năm uẩn nó hoạt động như thế nào? Vì chúng ta có tỉnh thức đâu mà chúng ta biết về nó à. Mà ai nói cái gì khái niệm về cõi trời này, cõi trời kia thì chúng ta chìm ngập vào trong đó rồi. Làm sao mà chúng ta thấy được cái pháp nhiệm màu nó đang sanh, đang diệt, đang hiện khởi ở ngay đời sống của chúng ta. Và cái lãnh vực chư thiên phạm thiên bây giờ chúng ta, tâm của chúng ta mù tịch, ai nói cái gì cái chúng ta thích, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Quý vị thấy không? Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, nó chính là diệu đế. Nó chính là khổ đế. Và chính cái đối tượng của nó chúng ta không như lý tác ý, nên là tham nó sanh khởi, sân nó sanh khởi, si nó sanh khởi. Và lậu hoặc có phải là nó ở ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, lậu hoặc nó tăng trưởng phải không? Vô minh nó đang ở đây nè, sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của chúng ta nè, nó rất gần ở đây nè, nó không bao giờ cho chúng ta biết. Nó che mờ hết những cái thực tánh của các pháp này. Đó. Nên là chúng ta luân hồi dài là sao vậy? Là vô minh nó che, không cho chúng ta có trí tuệ, sanh không, trí tuệ không có le lói lên được. Mà chỉ có con đường bát chánh này thì chúng ta mới hủy diệt được vô minh mà thôi. Như vậy mà chúng ta không nghe đúng, không hiểu đúng, không suy tư, không quan sát một cách minh bạch về các pháp trong đời sống hàng ngày. Từng chút một. Chúng ta lấy cái cơ sở nào để mà ra khỏi sanh tử luân hồi? Vì giác ngộ thì ở rất gần nhưng mà rất xa, và bởi vì vô minh nó che nên là nó xa xôi lắm. Khi mà chúng ta học hiểu giáo pháp của Đức Phật với đúng con đường bát chánh này và chỉ lơi sáu căn này, chúng ta nghe biết về nó và chúng ta thẩm xét nó từng chút một, có phải là do thấy, do nghe mà tham sân si sanh khởi, phải không? Do không như lý thắc ý, do chúng ta chìm đắm vào đối tượng, do chúng ta không biết thấy các pháp, đối tượng chỉ là đối tượng, tâm chỉ là tâm. Chúng ta không biết được mọi khoảnh khắc trong đời sống chỉ có hai pháp, đó là danh và sắc. Chỉ có cái biết đối tượng và đối tượng được biết. Không có một con người, không có một ai ở trên đời này cả. Quý vị bóc tách cái thân thể này ra, quý vị tìm đâu ra một con người? Và lúc chúng ta đến thế giới này, chúng ta là ai? Chúng ta chỉ là một quả của nghiệp mà thôi. Lúc chúng ta đến thế giới này, mắt chưa có, tai chưa có, mũi chưa có, lưỡi chưa có. Và chúng ta đến thế giới này, tuổi trẻ đã mất đi, em bé đã mất đi, thanh niên đã mất đi. Những cái con người đó bây giờ ở đâu? Không phải, hoàn toàn là chỉ có các quẩn diễn tiến và hoại diệt. Và dòng sanh diệt này, nếu không được con đường bát chánh này sanh khởi, thì nó cứ viên miễn là nó sanh ra hết ngũ quẩn này đến ngũ quẩn khác. Chứ chẳng có một ai có hiện hữu ở trong đời sau cả. Báo cho quý vị biết. Đừng có mơ tưởng là tôi làm cái phước này đời sau tôi hưởng. Không có chuyện đó. Làm phước đó là
tâm thiện, nó làm, nó do duyên của nó. Rồi nó cho ra cái quả thiện. Mà nó cho quả thì chúng ta biết rồi đó, nó gần này, nó xa này. Tùy theo duyên của nó, đôi khi nó không cho ra. Nó phải có duyên, không ai làm gì được nó hết. Như vậy chúng ta thấy cái tiến trình này chỉ có nhân, quả và phiền não. Như vậy chỉ có phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Nó hoạt động suốt cả ngày trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm của chúng ta mà thôi. Mà quả tốt đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ ăn nằm với tứ đại. Mà quả xấu đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ ăn nằm với tứ đại rồi đến già chết. Như vậy không phải là khổ đau sao? Như vậy không phải đáng để nhàm chán hay sao? Không phải, cái đó không phải là vô ngã, không phải là vô thường hay sao? Cái đó không phải là pháp mà vi diệu Đức Phật dạy hay sao? Như vậy người con Phật đó, thì chúng ta phải biết lắng nghe diệu pháp, còn không nghe đó thì lớn đà chỉ như con châu đực. Và đừng để một kiếp người của chúng ta đã sanh ra trong vô minh là chết đi trong vô minh. Thì dầu chúng ta có là ông vua bà chúa đi chăng nữa thì chúng ta cũng giống như một con bò, chỉ đi kiếm ăn rồi về nhà hưởng ái dục. Thì bò thì nó đẻ ra bò, còn mình thì nó cũng đẻ ra mấy cái ngũ quẩn gọi là con cái thì cũng chết đi mà thôi. Rồi tất cả cũng phải tan rã, cũng phải chia ly hết. Và thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên. Con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là đức vua trời, Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, xuất sanh, gạo vị, phi nhân, A-tu-la, diêm chúa, và kính chi phước lành để đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong cho quý ngài quý vị vì phước báo thanh cao này và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn. Phước này con nguyện là nhân là duyên, thành tựu trí tuệ, thành tựu ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này, với phước báo thanh cao này luôn luôn hộ trì cho con, giới hạnh của con, và luôn luôn dầu có mất mạng sống bằng cách nào chăng nữa thì con cũng luôn luôn tinh cần tinh tấn thực hành diệu pháp của Đức Thế Tôn và chứng đắc đạo quả. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rum chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân quốc đến sư. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân bích ứng Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba buddha anupavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba dhamma anupavana sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhanto sabbe devata sabba sangha anupavana sada sati bhavantu te. Tất cả phương vân có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú làm thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đề quá ta, san ti vi hà ra hoa si ni. Thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin. Ta tham man
na đề na pa văn tu bu chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na qua ca cha